Một chiếc xe máy xúc màu vàng đang đi dưới nước. Tiếp theo chiếc xe máy xúc sẽ làm gì đây? Chiếc xe máy xúc đi tới đây. Ồ, có thêm một chiếc xe máy xúc to nữa các bạn ạ. Một chiếc xe máy xúc màu xanh. Màu xanh da trời. Hai chiếc xe máy xúc. Tiếp theo là một chiếc xe ben màu xanh. Màu xanh lá cây. Một chiếc xe ben có cái thùng màu xanh lá cây. Một đầu xe màu trắng. Xúc thôi bạn ơi, xúc đá, xúc cát lên thùng xe nha. Xúc nhiều vào các bạn ơi. Xúc nhiều vào, xúc nhiều đá vào. Xúc nhiều đá, nhiều cát vào. Hè hè. Xúc nhiều vào nha. Nhiều lắm. Tuyệt vời. Tuyệt vời bạn ơi. Đổ bớt ít cát, ít đá được. Cái xe ben này đi đứng phải cẩn thận như chứ. Nhưng mà không sao, chăm chỉ là được. Các bạn hãy làm việc chăm chỉ nha. Một chiếc xe ben nữa màu vàng. Một chiếc xe ben có cái ben màu vàng và đầu xe màu đỏ. Nào, xúc cát thôi, xúc đá thôi. Wow. Chiếc xe này to, xúc được nhiều cát đá quá. Một chiếc xe máy xúc màu cam. Một chiếc xe máy xúc màu cam cũng tới làm việc các bạn ạ. Một chiếc xe ben màu xanh da trời. Không phải, màu xanh dương nhá. Xúc cát lên. Con đường này hơi khó đi. Ở dưới nước này nhiều cát và nhiều đá quá. Xúc được cả nước luôn các bạn ạ. Chiếc xe máy xúc của chúng ta thật là tuyệt vời. Tuyệt vời.